không đơn thuần là phương thức quảng cáo. Biển quảng cáo mang bộ mặt đại diện và ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp. Được thành lập từ tháng 12 năm 2010, trải qua 8 năm không ngừng nỗ lực, công ty cổ phần mỹ thuật quảng cáo Minh Long đã mang lại niềm tin, uy tín và chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Minh Long chuyên sản xuất hai sản phẩm chính là biển hiệu quảng cáo và in ấn trên mọi chất liệu. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm quảng cáo, Minh Long đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy cắt laser fiber, máy CNC cắt khắc chuyên dụng, máy uốn hàn tự động nhập từ Đức. Để đáp ứng sự khắt khe của thị trường, công ty Minh Long chúng tôi đã đầu tư công nghệ hiện đại nhất trong ngành quảng cáo, đó chính là laser fiber, được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, tạo ra những sản phẩm độ chính xác cực kỳ cao, phục vụ những khách hàng có tính nhất. Mảng in ấn cũng là một thế mạnh đang được đầu tư lớn tại Minh Long với công nghệ tiên tiến như in UV phẳng, cuộn 8 đầu phun của Nhật, in đề can trong và ngoài trời. Khi nói đến công nghệ in, chúng tôi cũng đầu tư công nghệ in UV trên mọi chất liệu. Có thể nói, hầu như hiện nay không có dòng máy in nào thân thiện với môi trường và chất lượng tuyệt đối như dòng máy in UV chúng tôi đang có. Nhờ sự uy tín đã đạt được, Minh Long đã trở thành đơn vị thi công cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước như chuỗi showroom thời trang Phan Nguyễn, nhãn hàng thời trang Nam, Daisy, Ivy Moda. Không ngừng hoàn thiện, công ty Minh Long đã và đang xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp Quang Minh, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2019. Quảng cáo Minh Long tâm niệm liên tục cải tiến về nhân lực, vật lực để có thể xứng đáng trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng, đặc biệt là các đơn vị quảng cáo và in thương mại trên toàn quốc.